Hoàng Đức hôm nay ra quân ngay từ đầu, chân trái sút ngay, bóng đi nhẹ và không chính xác. Như vậy sẽ có một tình huống đá phạt góc cho cầu thủ Viettel. Ở mùa giải năm trước thì Hoàng Đức chỉ có một bàn thắng cho câu lạc bộ Viettel. Và với một cầu thủ như Hoàng Đức thì có lẽ khả năng dứt điểm cần phải cải thiện nhiều. Còn năm nay thì Hoàng Đức vẫn chưa có bàn thắng nào sau 4 vòng đấu. Thứ hai, Quế Ngọc Hải dứt điểm. Nguy hiểm, không hiểu sao trong tình huống vừa rồi Bruno lại đá ra ngoài. Anh không hề việt vị. Bruno hoàn toàn không việt vị trong tình huống vừa rồi. Anh giật mình và có lẽ đây là cơ hội mà huấn luyện viên Trương Minh Hoàng quá tiếc nuối. Cầu môn trống. Trận đấu đang diễn ra hết sức sôi nổi. Trương Tiến Anh dứt điểm. Hơi nhẹ. Bóng đi nhẹ và vào đúng vị trí của Thanh Thắng. Những phút đầu tiên hết sức sôi nổi. Mỗi khi có cơ hội thì các cầu thủ huấn luyện viên Trương Việt Hoàng ngay lập tức tung ra những cú dứt điểm từ xa. Không có gì là nguy hiểm. Lực đi của trái bóng là không đủ để gây khó với thủ thành Thanh Thắng. Vừa rồi là tình huống dứt điểm của đội trưởng Bùi Tiến Dũng bên phía đội khách Viettel. Và những bàn thắng ở những phút cuối cùng của Xuân Nam. Và phạt góc của Võ Huy Toàn. Sút bóng. Cầu vào. Đó chính là những gì mà tôi đã nói. Những tướng cố định luôn mang lại những cơ hội thực sự cho Thành phố Hồ Chí Minh ở mùa giải năm nay. Vào những thời điểm bế tắc nhất thì mọi thứ sẽ được họ giải quyết bằng những cơ hội như vừa rồi. Bóng lập bập và đã gây ra không ít khó khăn với thủ môn Nguyên Mạnh. Đó cũng được coi là những cơ hội sắc nét đầu tiên mà Thành phố Hồ Chí Minh tạo ra được ở trận đấu này. Sẽ là một quả tạt. Cơ hội! Và đó là bàn thắng dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Tỷ số là 1-0. Những cú đánh đầu đang mang lại cho Thành phố Hồ Chí Minh quá nhiều bàn thắng ở trận vòng đấu và chúng ta đã theo dõi tại V1 2020. Bàn thắng trên sân của Quảng Nam. Bàn thắng ở những phút cuối cùng ở vòng thứ hai trên sân vận động Thống Nhất. Và bây giờ là một cú đánh đầu. Của người Hàn Quốc đã ghi bàn giúp cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vượt lên, di chuyển hợp lý, thông minh chiếm lĩnh khoảng trống và mang về bàn thắng đầu tiên cho đội chủ nhà. Tỷ số là 1-0 dành cho đội bóng của viên Chu Hê Sông. Nhưng đây là một cách tiếp cận khác anh Long ạ. Đây là một cách ghi bàn tiếp cận mà như tôi đã nói là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải làm được. Có thể về mặt phòng thủ thì Đức Chiến và Bùi Tiến Dũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vừa rồi tiếp tục lại là một pha đá phạt tầm thấp của Công Phượng. Nhưng trước đó thì trọng tài đã cắt còi. Cầu thủ nằm sân trong tình huống vừa rồi lại là Nguyễn Công Thành. Anh có va chạm với trung vệ Luis Silva. Nguy hiểm. Nguyễn Mạnh đã chơi tập trung. Vừa rồi là một tình huống đá thẳng của Công Phượng. Tình huống tương đối nguy hiểm đến từ một quả đá phạt trực tiếp. Có phạt góc cho đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh. Những phút vừa qua thì đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh đang chơi hay. Nguy hiểm, bóng vừa rồi cột dọc của Nguyễn Mạnh. Chút nữa thôi thì Thành phố Hồ Chí Minh đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở tình huống đá phạt góc của Công Phượng. Với mục tiêu mùa giải hôm nay của đội chủ sân Thống Nhất là rất lớn. Cơ hội. Cú sút là của Hoàng Đức. Như vậy là cho tới hiện nay Hoàng Đức đã có 2 cú sút ở cự ly như vừa rồi. Đó cũng là một cự ly mà Hoàng Đức đã ghi bàn tại SEA Games. Lần này là một cú đá chìm. Trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh gặp Viettel đang diễn ra rất hay. Vậy là đã có lỗi việt vị. Bàn thắng không được công nhận.
Tỷ số vẫn đang là 1-0 trên sân Đồng Thống Nhất. Đội trọng tài đã phối hợp với nhau rất nhanh và đưa ra quyết định. Mặc dù bàn thắng không được công nhận, nhưng một lần nữa thì người ta thấy là trong tấn công, những tình huống bóng bổng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tốt bao nhiêu, thì trong phòng ngự họ lại tỏ ra lập bập bấy nhiêu. Chính xác, Bruno đã ở vào thế việt vị. Ở pha quay chậm này thì có thể nói đây là một tình huống tương đối nhạy cảm, khi cầu thủ cuối cùng đó là Ngô Tùng Quốc đã băng lên có vẻ như hơi chậm. Nếu như không có phong độ tốt thì phải Bùi Tiến Dũng. Sút này rất hay. Vừa rồi là một pha xử lý tốt của hậu vệ biên Bùi Tiến Dũng. Bóng đi chạch khung thành của Thanh Thắng. Quế Hoài không có gì là nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Một lần nữa thì Thanh Thắng bị đau. Nhưng đó là một pha bóng mà dường như là trọng tài Ngọc Châu sẽ khó có thể thổi phạt với Bruno. Chân sút của Brazil đã ập vào rất nhanh. Không có lỗi việt vị của cao thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Công Phượng không được, bóng vẫn trong chân Công Phượng. Rất hay, sút chắc trái. 2-0 cho cao thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Công Phượng đã lên tiếng. Có thể nói đến lúc này thì Công Phượng không phải là bàn thắng của Công Phượng, chúng khác là bàn thắng của Công Phượng, nhưng Công Phượng đã chơi rất hay ở trong trận đấu này. Sân Thành phố Hồ Chí Minh đang bùng nổ. Đó là một bàn thắng thể hiện được quyết tâm và sức sướng tuyệt vời của Công Phượng. Và có lẽ là lâu lắm rồi chúng ta mới được chứng kiến một bàn thắng thể hiện được tất cả những gì tốt nhất mà người ta đã từng biết đến Công Phượng kể từ khi anh xuất hiện cùng với đội tuyển U19 Việt Nam. Hãy cùng xem lại pha ghi bàn này của Công Phượng. Đã có những nhịp cản phá của cao hậu vệ Viettel, nhưng Công Phượng vẫn quyết tâm theo tới cùng. Và có thể nói là mọi nhịp xử lý của anh trong pha bóng dẫn tới bàn thắng vừa rồi là miễn chê. Tỷ số đó là 2-0 dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Và đó chắc chắn là màn ghi điểm trong mắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, người đang có mặt trên khán đài của sân Đồng Thống Nhất vào thời điểm này. Venasio. Công Phượng. Hết sức khẩn trương. Cơ hội dành cho Võ Huy Toàn. Võ Huy Toàn đối mặt. Và đây là bàn thắng dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. 3-0. Khó ai có thể nghĩ tới một kết quả như thế này trước khi bước vào cuối đầu ngày hôm nay. 3-0. Khi hiệp 2 trôi qua được một nửa thời gian, Thành phố Hồ Chí Minh đã có thêm được 2 bàn thắng nữa. Và đó là những pha lập công của những cái tên như là Công Phượng và Huy Toàn. Người ta đã chờ đợi vào Công Phượng và Huy Toàn từ rất lâu rồi, cho những bàn thắng đánh dấu được dấu ấn cá nhân của họ cho sự trở lại. Với những cầu thủ đã phần nào đó mất đi phong độ, họ rất cần có những bàn thắng như thế này để khẳng định mình. Và hãy cùng xem pha xử lý này của Võ Huy Toàn. Tỷ số là 3-0. Thành phố Hồ Chí Minh đang có một trận đấu có thể nói là miễn chê với người hâm mộ của họ. Nhưng cũng cần phải nhắc lại một lần nữa, bàn thắng mở tỷ số chính là bàn thắng quan trọng nhất với đội bóng của huấn luyện viên Chu Hải Dông ở trận đấu ngày hôm nay, ít nhất là tính cho tới thời điểm này. Một bàn thắng mà một lần nữa Công Phượng lại góp dấu ấn. Một đường chuyền không thể chê vào đâu được của Nguyễn Công Phượng dành cho Võ Huy Toàn. Như vậy là những toàn tính chiến thuật, những toàn tính về mặt nhân sự của huấn luyện viên Chu Hải Dông đã được chứng minh rõ rệt trong trận đấu này. Nó chính là chiếc chìa khóa để cho Thành phố Hồ Chí Minh có thể có một trận đấu thoải mái đối với đội khách
câu lạc bộ Viettel trong trận đấu này. Sút bóng bằng chân trái, bóng đi đập xa ngang của Nguyên Mạnh. Một pha xử lý hay của đội trưởng Đỗ Văn Thuận. Quạt bóng bằng chân phải và sút ngay bằng chân trái. Đỗ Văn Thuận là cầu thủ sút rất tốt bằng cả hai chân. Chỉ có may mắn mới cứu thua cho Viettel trong tình huống vừa rồi. Như vậy là đúng lúc này thì trọng tài Nguyễn Ngọc Châu đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Viettel. Chiến thắng 3-0 nghiêng về đội chủ nhà. Cầu thủ ghi bàn đó là Seo Yang Đắc ở phút thứ 26, Nguyễn Công Phượng ở phút thứ 62 và Võ Huy Toàn ở phút thứ 67. Đây là một trận đấu mà Nguyễn Công Phượng đã chơi rất hay với một bàn thắng và một đường kiến tạo.